Kính chào các đồng chí và các bạn. Trong chương trình An toàn giao thông hôm nay, chúng tôi có phóng sự ghi nhận kết quả thực hiện chủ đề năm an toàn giao thông năm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện chủ đề là an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy, năm 2019, Cảnh sát giao thông Công an toàn tỉnh phối hợp với các ngành chức năng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp công tác. Tình hình tai nạn và va chạm giao thông từng bước được kiềm chế và kéo giảm, góp phần mang lại bình yên và hạnh phúc cho người tham gia giao thông. Cùng với cả nước chung tay thực hiện chủ đề năm an toàn giao thông năm 2019 với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hành khách và người đi xe mô tô, xe máy. Ngay sau khi triển khai kế hoạch chủ đề, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã quán triệt đến toàn lực lượng, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là làm thế nào để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho người tham gia giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất va chạm, tai nạn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát và khép kín địa bàn. Đặc biệt là chúng tôi tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng và phong phú nhằm góp phần cho người dân nhận thức được cái hiểm họa của tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tôi là đẩy mạnh cái công tác tuần tra kiểm soát và khép kín địa bàn, tập trung tối đa cái lực lượng phương tiện, đặc biệt là thực hiện nhiều cái kế hoạch chuyên đề, trong đó có kế hoạch chuyên đề về xử lý xe ô tô hành khách và người đi xe mô tô, xe gắn máy. Từ đầu năm đến nay, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng kết hợp với trình chiếu các phóng sự tọa đàm về tình hình, kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giải pháp nâng cao ý thức tài xế, người điều khiển xe mô tô, xe máy được 1.317 cuộc, có khoảng 100.000 lượt người dự, cấp phát tờ rơi, pano, băng rôn, khẩu hiệu. Nội dung tập trung về hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đặc biệt, Cảnh sát giao thông còn chủ động phối hợp với trường học, tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức về luật giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên. Qua đó cho thấy ý thức chấp hành luật giao thông của người dân đã nâng lên đáng kể. Thì nhìn chung, những người tham gia giao thông như chạy xe gắn máy, xe mô tô, xe khách thì chấp hành luật giao thông rất tốt. Khi tham gia giao thông đều đội mũ hiểm. Bên cạnh đó thì giấy tờ đầy đủ. Thứ ba nữa là về trong quá trình tham gia giao thông thì không có sử dụng nồng độ bia rượu trong cơ thể người. Đưa đón khách thì chấp hành chở đúng số người quy định, chạy xe thì không có quá tốc độ, không có chạy lấn, không có ép những xe khác. Thì nói chung trong cái thời gian qua thì cái việc chấp hành của bà con ở đây thì chấp hành rất tốt những vấn đề giao thông đường bộ, cũng như khi mà ra đường thì có trang bị đầy đủ cái yếu tố để tham gia giao thông, giảm đi coi như không còn nghĩa là chạy xe lạng lách, rồi không tham khi tham gia giao thông thì không có rượu bia, giảm đi cái rượu bia. Cảnh sát giao thông Công an tỉnh còn phối hợp với cửa hàng Honda IMED Trà Vinh phổ biến luật giao thông đường bộ và tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho người dân ở vùng nông thôn và các cấp trường học. Phần việc này góp phần tích cực nâng cao được kỹ năng lái xe cho người tham gia giao thông, đặc biệt là xe mô tô, xe máy trên địa bàn toàn tỉnh. Với cái mong muốn là góp một phần vào cái mục tiêu chủ đề của năm 2019 về an toàn giao thông, đó chính là an toàn giao thông cho hành khách và người tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy. Cái buổi tập huấn này, cái mục đích trước mắt á, là cái mong muốn của hệ thống Honda IMED Trà Vinh với là Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Trà Vinh là muốn trang bị về thứ nhất là cái kiến thức về an toàn giao thông cũng như cái ý thức tham gia giao thông, và thứ hai nữa là vấn đề là cái kỹ năng lái xe. Bởi vì mình có được hai cái điều đó thì thứ nhất là lý thuyết và thứ hai phải thực hành nữa thì mới góp phần là tham gia giao thông được an toàn hơn, sẽ góp phần kéo giảm cái tai nạn giao thông, nó sẽ thiết thực hơn. Bên cạnh công tác tuyên truyền, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh chủ động phân tích, dự báo tình hình, xây dựng triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề như cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổng kiểm soát xe ô tô tải, ô tô khách, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm,
phối hợp phòng chống tụ tập đua xe trái phép, chạy xe tốc độ cao, kế hoạch tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm đối với người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Trong kế hoạch chuyên đề tổng kiểm soát phương tiện, cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung vào các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp, những khung giờ cao điểm thường xảy ra va chạm, tai nạn, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm. Song song đó còn tăng cường kiểm tra các phương tiện vận tải vận chuyển hành khách đường dài từ các tỉnh về Trà Vinh và ngược lại, chú trọng tuyên truyền trực tiếp và nhắc nhở tài xế chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ, phòng ngừa tai nạn. Trong năm 2019, cảnh sát giao thông đã tổng kiểm tra kiểm soát 6.901 phương tiện, phát hiện xử lý 1.544 trường hợp vi phạm, trong đó ô tô 65 trường hợp, mô tô 1.458 trường hợp, phạt tiền hơn 2 tỷ đồng. Đêm 3 tháng 2 năm 2019, tham gia cùng tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 53 và khu vực nội ô thành phố Trà Vinh. Trong vòng 3 giờ đồng hồ, tổ công tác đã phát hiện lập biên bản xử lý 3 trường hợp vi phạm, chủ yếu là lỗi đã sử dụng rượu bia vượt quá nồng độ quy định. Theo đánh giá của cảnh sát giao thông, tình trạng vi phạm các quy định của luật giao thông đường bộ giảm nhiều so với trước khi thực hiện chủ đề năm an toàn giao thông năm 2019. Trong công tác tuần tra kiểm soát, bản thân luôn chủ động vận động tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người tham gia giao thông. Bên cạnh đó cũng cương quyết xử lý các hành vi vi phạm nguy hiểm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ quy định, sử dụng rượu bia sai khi điều khiển xe tham gia giao thông, đi không đúng phần đường làn đường, chạy lạng lách đánh võng nhân dân nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho hành khách và người đi xe mô tô, xe gắn máy. Với sự nỗ lực của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và ý thức chấp hành pháp luật của đại đa số người dân, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí trong năm 2019. Đáng chú ý là trong năm, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô khách. Tuy nhiên, tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe máy còn nhiều. Theo thống kê chưa đầy đủ của Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, bị thương 44 người, so với cùng kỳ năm 2019, giảm 20 vụ, giảm 11 người chết, 20 người bị thương. Riêng tai nạn đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra. Qua một năm thực hiện chủ đề năm an toàn giao thông cho thấy, từng bộ phận, cơ quan, cá nhân, tổ chức và người dân đã nâng lên tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, thể hiện rõ ở những đợt kiểm tra, xử lý thường xuyên và chuyên đề, tỷ lệ người vi phạm đã giảm đáng kể. Đây là kết quả rất đáng phát huy. Theo dự báo, trong những tháng cuối năm, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Mong rằng người tham gia giao thông hãy chấp hành nghiêm hơn nữa các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Đã uống rượu bia thì không lái xe, không phóng nhanh, giành đường, vượt ẩu, không sử dụng điện thoại khi đang lái xe để phòng tránh tai nạn. Kính thưa các đồng chí và các bạn, chương trình An toàn giao thông đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn vào thứ hai tuần sau. Thân ái, kính chào.